Quý vị và các bạn thân mến, giá vàng hôm nay giảm nhẹ với thị trường vàng thế giới và giao dịch cầm chừng, thị trường vắng bóng người bán chờ báo cáo việc làm của nền kinh tế Mỹ. Bản báo cáo được cho là có thể xác định kế hoạch bình thường hóa chính sách tiền tệ của Fed. Còn như quý vị và các bạn cũng đã biết trong phiên gần nhất, giá vàng SJC vẫn một mình một chợ và bất ngờ tăng mạnh. Xin được mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất ngày hôm nay, ngày 8 tháng 10 năm 2021. Được phát sóng trên kênh Giá Cả Thị Trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin về thị trường giá vàng trong nước cũng như trên thế giới. Phần cuối cùng của bản tin này sẽ là bảng giá vàng trong nước được cập nhật mới nhất ở thời điểm hiện tại trong phiên giao dịch hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Với thị trường vàng thế giới vắng bóng người bán, thị trường kim loại màu vàng trong trạng thái nghỉ trước dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ vào sáng thứ Sáu ngày 8 tháng 10 theo giờ Mỹ. Giá vàng thế giới vẫn được giữ ở mức hỗ trợ quanh mức 1.750 đô la Mỹ cho một ounce trong bối cảnh giới đầu tư đứng ngoài các vụ đặt cược lớn trước khi dữ liệu về việc làm của Mỹ được công bố và kế hoạch tiềm năng của Cục Dự trữ Liên bang Fed nhằm giảm lượng mua trái phiếu hàng tháng vào cuối năm tiếp tục đè nặng lên thị trường vàng. Theo ghi nhận, vào 2 giờ sáng ngày hôm nay, ngày 8 tháng 10 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco giảm 8,8 đô la Mỹ so với mức chốt phiên liền trước và giao dịch ở mức 1.754,6 đô la Mỹ trên một ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 12 giảm 2,30 đô la Mỹ, giao dịch ở mức 1.759,4 đô la Mỹ trên một ounce. Sự phục hồi trên thị trường chứng khoán Mỹ và lợi suất trái phiếu tăng vào ngày này là những yếu tố tiêu cực đối với thị trường kim loại quý. Các nhà giao dịch đang mong đợi báo cáo việc làm tháng 9 từ Bộ Lao động Mỹ, được cho là dữ liệu quan trọng nhất của nền kinh tế có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới trong tháng. Số lượng việc làm phi nông nghiệp mới, điểm quan trọng trong báo cáo được dự báo là sẽ tăng kỷ lục, tăng 500.000 việc làm sau khi tăng nhẹ 235.000 vào tháng 8. Thị trường được dự báo sẽ có những biến động ngay sau khi dữ liệu này được chính thức công bố. Những tín hiệu tốt từ dữ liệu việc làm sẽ thúc đẩy thị trường đặt cược rằng Fed có thể sớm bắt đầu thắt chặt các biện pháp kích thích tiền tệ. Việc giảm kích thích kinh tế và lãi suất cao sẽ làm tăng lợi suất trái phiếu và theo đó làm tăng chi phí cơ hội sở hữu tài sản không sinh lời như vàng. Thị trường chứng khoán toàn cầu chủ yếu tăng cao hơn trong giao dịch qua đêm. Các chỉ số chứng khoán Mỹ có sự điều chỉnh cao hơn. Các chỉ số giao dịch không ổn định nhưng xu hướng giảm giá ngắn hạn đang diễn ra đối với các hợp đồng tương lai của S&P và Nasdaq. Khẩu vị rủi ro của các nhà giao dịch và nhà đầu tư có vẻ đã lạc quan hơn một chút khi các nhà lập pháp Mỹ đồng ý về việc mở rộng giới hạn nợ ngắn hạn vào tháng 12. Các thị trường quan trọng khác hôm nay chứng kiến chỉ số đô la Mỹ giảm nhẹ, giá dầu thô kỳ hạn trên sàn NYMEX cao hơn và giao dịch quanh mức 78,50 đô la Mỹ trên một thùng, sau khi chạm mức cao nhất 7 năm vào đầu tuần này. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm hiện đạt 1,517%. Và tại sao ở thời điểm này danh mục đầu tư nên có vàng và Bitcoin? Đó là tư vấn nằm trong nội dung báo cáo do một ngân hàng đầu tư nổi tiếng tại Phú Quân, Jeffrey Wright Group vừa công bố. Trong đó, báo cáo khẳng định vàng và Bitcoin vẫn là những hàng rào bảo hiểm cần thiết khi mà mối đe dọa của lạm phát đình trệ, môi trường tăng trưởng thấp và lạm phát cao tiếp tục gia tăng. Mặc dù cho thị trường kim loại quý tiếp tục gặp khó khăn trong ngắn hạn, nhưng các nhà phân tích tại Jefferies cho rằng dự báo dài hạn của họ với vàng rất tươi sáng khi giá được đẩy lên các mức cao bất ngờ. Các chuyên gia của Jefferies Group vẫn lạc quan về thị trường vàng khi các ngân hàng trung ương phát hiện ra rằng việc triển khai các chính sách tiền tệ không chính thống dễ dàng hơn nhiều so với việc thoát khỏi chúng. Quan điểm này có vẻ xưa nhất trái đất nhưng nó vẫn luôn đúng cho đến nay. Đó là các ngân hàng trung ương G7, bao gồm cả định chế tài chính có tầm ảnh hưởng nhất thế giới là Fed, sẽ khó mà thoát ra khỏi các chính sách tiền tệ bất thường một cách tốt đẹp nhất và cuối cùng họ sẽ vẫn phải tiếp tục mở rộng bảng cân đối kế toán của ngân hàng trung ương dưới hình thức này hay là hình thức khác. Điều này đôi khi sẽ làm ảnh hưởng tới uy tín của các ngân hàng trung ương đã theo đuổi chính sách tiền tệ bất thường, đe dọa sự ổn định nền tài chính. Cùng với vàng, ngân hàng đầu tư nổi tiếng Phú Quân cũng nhận thấy tiềm năng tăng giá ở Bitcoin khi các loại tiền tệ khác bị giảm giá trị. Danh mục đầu tư toàn cầu mà công ty này dành tư vấn cho các nhà đầu tư toàn cầu trong dài hạn dựa trên đồng đô la Mỹ là nên nắm giữ 5% tài sản là tiền điện tử, nên phân bổ đầu tư cho Bitcoin vì nó đã trở nên rõ ràng rằng nó đại diện cho một sự thay thế hợp lý cho dòng tài sản ngại rủi ro đang tìm kiếm một nơi lưu trữ giá trị, các nhà phân tích cho biết. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là một số thông tin cũng như là phân tích của thị trường vàng thế giới. Thế còn giá vàng trong nước ở thời điểm này diễn biến như thế nào? Sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng bước vào một số thông tin tại thị trường vàng trong nước.
Giá vàng tại thị trường trong nước ở thời điểm này khởi động từ phiên tăng bất ngờ của vàng SJC trong cuối ngày giao dịch hôm qua. Chốt phiên ngày 7 tháng 10, giá vàng trong nước có cú bứt phá mạnh sau khi điều chỉnh trái chiều ở đầu phiên. Các thương hiệu đồng loạt điều chỉnh tăng, trong đó có nơi tăng tới 350.000 đồng trên lượng. Cụ thể, tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, giá vàng SJC tăng đến 350.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Tập đoàn Doji cũng điều chỉnh tăng cả hai chiều ở cuối phiên với mức tăng là 150.000 đồng trên lượng. Trong khi đó, hệ thống PNG điều chỉnh giá vàng ở hai chiều mua vào và bán ra tăng lần lượt là 300.000 đồng và 250.000 đồng trên lượng. Tập đoàn Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh giá vàng SJC cùng tăng thêm 50.000 đồng trên lượng ở chiều bán ra và giữ nguyên ở chiều mua so với giá công bố đầu phiên. Để quý vị và các bạn biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước ở thời điểm này, sau đây phần cuối cùng của bản tin sẽ là bảng giá vàng trong nước được cập nhật mới nhất trong phiên giao dịch ngày hôm nay để cho quý vị và các bạn tiện theo dõi và tham khảo. Đầu tiên là giá vàng SJC tại các tổ chức lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho tới 10 lượng, mua vào 5.715.000, bán ra 5.785.000. SJC Hà Nội mua vào 5.715.000, bán ra 5.787.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 5.715.000, bán ra 5.785.000, tăng 150.000 đồng trên lượng ở chiều mua và 50.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Doji Hà Nội mua vào 5.690.000, bán ra 5.780.000, tăng 50.000 đồng trên lượng ở cả hai hướng mua và bán. Pinji Hồ Chí Minh mua vào 5.710.000, bán ra 5.775.000. Pinji Hà Nội mua vào 5.730.000, bán ra 5.775.000. Phú Quý SJC mua vào 5.730.000, bán ra 5.785.000, tăng 50.000 đồng trên lượng ở chiều mua và 100.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 5.732.000, bán ra 5.783.000, cũng tăng 50.000 đồng trên lượng ở chiều mua và 100.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Mi Hồng mua vào 5.745.000, bán ra 5.785.000, tăng 200.000 đồng trên lượng ở chiều mua và 100.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Tiếp theo là giá vàng ở một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 5.725.000, bán ra 5.775.000, tăng 50.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng ACB mua vào 5.720.000, bán ra 5.770.000. Một số giá vàng còn lại quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm ở bảng giá. Tiếp theo là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố. Ở thời điểm này, giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố cũng không có sự điều chỉnh nào về giá và hiện tại vẫn neo ở mức cao. SJC Đà Nẵng mua vào 5.715.000, bán ra 5.787.000. SJC Nha Trang mua vào 5.715.000, bán ra 5.787.000. SJC Cà Mau mua vào 5.715.000, bán ra 5.787.000. SJC Bình Phước mua vào 5.713.000, bán ra 5.787.000. SJC Huế mua vào 5.712.000, bán ra 5.788.000. SJC Biên Hòa mua vào 5.715.000, bán ra 5.785.000. SJC Miền Tây mua vào 5.715.000, bán ra 5.785.000. SJC Quảng Ngãi mua vào 5.715.000, bán ra 5.785.000. SJC Long Xuyên mua vào 5.717.000, bán ra 5.790.000. Tiếp theo là vàng 4 số 9 và vàng nữ trang SJC. Ở thời điểm này, sau khi đã giảm trong khoảng từ 42 cho đến 100.000 đồng trên lượng, thì giá vàng 4 số 9 và vàng nữ trang SJC không có sự điều chỉnh nào. Nhận 4 số 9 từ 1 cho tới 5 chỉ, mua vào 5.050.000, bán ra 5.125.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.015.000, bán ra 5.095.000. Vàng 24K mua vào 4.924,6 nghìn, bán ra 5.044,6 nghìn. Vàng 18K mua vào 3.636,6 nghìn, bán ra 3.836,6 nghìn. Vàng 14K mua vào 2.785,7 nghìn, bán ra 2.985,7 nghìn. Vàng 10K mua vào 1.939,8 nghìn, bán ra 2.139,8 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng mới nhất ngày hôm nay của chúng tôi. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh cũng như tích vào quả chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.